Và chúng ta được bảo đây là đồ thị của hàm số S ngay đây. Và rồi họ cho ta biết rằng hàm G được xác định là Gx bằng 1 phần 3 Fx. Đồ thị của G là gì? Và nếu ta đang làm bài này trên Khanacademy, đây là ảnh chụp màn hình từ ứng dụng di động của chúng ta. Nó có nhiều đáp án, nhưng mình nghĩ ta có thể thử phát thảo nó. Và dừng video lại, có thể tưởng tượng trong đầu bạn, bạn nghĩ đồ thị của G sẽ trông như thế nào? Hoặc ít nhất là bạn sẽ giải quyết bài này như thế nào? Được rồi, vậy Gx bằng 1 phần 3 Fx. Vậy ví dụ ta có thể thấy ở đây F3 bằng âm 3. Vậy G3 phải bằng 1 phần 3 của âm 1. Vậy nó phải bằng âm 1. Tương tự như vậy, G3 sẽ ở ngay đằng kia. Và tương tự, G trừ 3 thì sẽ bằng gì? F trừ 3 bằng 3. Vậy G trừ 3 sẽ bằng 1 phần 3 của 3. Hoặc nó sẽ bằng 1. F0 bằng 0. 1 phần 3 của 0 vẫn bằng 0. Vậy G0 vẫn sẽ ở ngay đằng kia. Và ta biết điều đó cũng sẽ xảy ra ở đó và ở đó. Và vì vậy ta đã biết được đồ thị này sẽ như thế nào. Hàm số G sẽ trông như thế này. Như thế này. Mình chỉ nói các dấu chấm và họ đã cho ta một số dấu chấm mà ta có thể sử dụng làm điểm hình chiếu. Vậy đồ thị G sẽ trông như thế này. Nó hơi dẹt ra một chút hoặc hơi bẹp lại một chút để trông giống như vậy. Và bạn sẽ chọn đáp án giống như vậy. Hay là một ví dụ khác. Vậy chúng ta được bảo đây là đồ thị của Fx và nó được xác định bởi biểu thức này. Đồ thị của Gx là gì? Và Gx là cái này. Vậy dừng video lại và nghĩ về nó lần nữa. Được rồi, bây giờ chính là nó có giống như Gx không? Nếu bạn lấy tất cả các số hạng của Fx và nhân nó với 2, hoặc ít nhất nếu bạn nhân nó với giá trị tuyệt đối của 2, và sau đó nếu bạn nhân âm 2 này với 2, vì vậy có vẻ như Gx bằng 2 nhân Fx, 2 nhân Fx, và ta có thể lập một cái bảng nhỏ ở đây. Và đây là một cái khác mà ta có thể nghĩ về nó. Ta có thể nghĩ về x, ta có thể nghĩ về Fx, và giờ ta có thể nghĩ về Gx. Cái nào gấp 2 lần cái này? Vậy ta có thể thấy khi x bằng 0, fx bằng 1. Vậy gx phải bằng 2, bởi vì nó gấp 2 lần fx. Vậy gx sẽ bằng, hoặc g0 sẽ bằng 2. Còn khi x bằng, giả sử khi x bằng 3, khi x bằng 3 thì fx bằng âm 2. Gx sẽ gấp 2 lần số đó, bởi vì nó gấp 2 lần fx. Vậy nó sẽ bằng âm 4. Vậy Gx, hoặc mình nên nói là G3 sẽ bằng âm 4. Nó sẽ ở ngay đây. Và sau đó có lẽ ta hãy nghĩ thêm một điểm nữa. Vậy F5 bằng 0. G5 thì sẽ gấp 2 lần số đó và nó vẫn bằng 0. Vậy nó sẽ ở ngay đây. Vậy vậy đồ thị sẽ trông giống như vậy. Mình chỉ đang nói lại, mình chỉ đang nối cái dấu chấm lại, đang cố vẽ một đường thẳng. Nó sẽ trông giống như vậy. Bạn có thể thấy nó được phát thảo theo hướng thẳng đứng. Vậy nếu bạn đang làm bài này trên Khanacademy, nó sẽ là một dạng trắc nghiệm. Bạn tìm đồ thị nào trông giống như vậy. Hãy làm thêm một vài ví dụ nữa. Vậy ở đây ta được cho hàm số G. Nó là phiên bản tỷ lệ của F. Vì vậy ta có thể thấy rằng G là một phiên bản tỷ lệ theo chiều dọc của F. Các hàm được vẽ đồ thị trong đó. F là nét liền và G là nét đứt. Chúng ta thấy được điều đó. Phương trình của G theo F là gì? Vậy dừng video lại và thử nghĩ về nó. Cách mà mình sẽ giải quyết bài này là một lần nữa hay làm trên cái bảng và hãy xem mối quan hệ giữa F và G. Vậy cột này là X, cột này là Fx, và rồi cột này là Gx. Mình sẽ làm một cột khác ngay đây và vì vậy hãy xem một số điểm thú vị. Vì vậy thực ra mình có thể chọn số 0. Nhưng số 0 có lẽ thú vị hơn điểm này ngay đây. Vì vậy đây là x bằng âm 3. F trừ 3 thì bằng âm 3. Vậy g trừ 3 thì bằng gì? Dường như nó bằng âm 9. Khi x bằng 0 thì f0 bằng âm 2. G0 bằng gì? Nó bằng âm 6. Vậy ta đã thấy được mô hình đang hình thành. Bất kể f là gì, G sẽ luôn gấp 3 lần F. Bất kể F là gì, G sẽ gấp 3 lần F.
Và vì vậy thực sự ta không cần những cột lớn này, nhưng ta có thể thấy gx bằng 3 nhân fx. Vậy đó là phương trình của g theo f.